anh đến quê em cho con đường mới cho đôi trẻ xanh. Bạn em nhớ không anh mang dự án giảm nghèo, cho xây cầu, xây kênh mương và xây trường cho các em thơ. Để đàn em ê a học chữ, để từ nay em được đến trường. Cuộc sống đây đã đổi thay, mùa xuân đã về đây. Sống non từ đây, niềm vui cũng từ đây. Bạn mình vui lắm đây, anh cán bộ về đây, mang nguồn vốn chính phủ về đây, cho dân làm dự án vui sao. Bạn mình ơi. Chào đón quý vị tới với chương trình Ngày hội thu hoạch cây gai xanh AP1 tại tỉnh Điện Biên. Chương trình do kênh Nông nghiệp Nông thôn Nông dân VTC16 phối hợp cùng Công ty Cổ phần Cây trồng và Vật nuôi tỉnh Điện Biên, Tập đoàn An Phước Vidami phối hợp thực hiện. Chương trình đang được diễn ra tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Và tham dự chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lường Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Phạm Mỹ Linh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước, Tập đoàn An Phước Vidami. Xin được giới thiệu ông Trịnh Văn Toản, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước, Tập đoàn An Phước Vidami. Xin được giới thiệu ông Phạm Văn Lương, Giám đốc Công ty Cổ phần Cây trồng và Vật nuôi tỉnh Điện Biên. Cùng với đó là đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Điện Biên. Thưa quý vị và lực lượng đông đảo nhất, chúng tôi xin được giới thiệu gần 100 nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 100 hộ gia đình đã và đang có nhu cầu trồng cây gai xanh AP1 tại tỉnh Điện Biên. Thưa quý vị, nói về cây gai xanh AP1 thì có rất nhiều ưu điểm phải kể đến. Trước hết là việc bà con không cần phải lo đầu ra. Vỏ gai sau khi thu hoạch được nhà máy dệt sợi An Phước của tập đoàn An Phước Vidami bao tiêu toàn bộ theo hợp đồng đã ký kết. Mặt khác thì gai xanh là cây không yêu cầu quy trình canh tác phức tạp, không yêu cầu cây phải ra hoa kết quả, nên rất phù hợp với trình độ canh tác của đồng bào các dân tộc tại tỉnh Điện Biên. Và đáng chú ý hơn, cây gai xanh là cây trồng một lần nhưng lưu gốc tại ruộng và cho thu hoạch 10 năm. Mỗi năm cho thu từ 4 đến 6 vụ. Quá trình thu hoạch gai chỉ tuốt lấy vỏ, lõi và lá sau khi tuốt được trả lại cho đất để cải thiện độ phì nhiêu. Bà con trồng gai cũng hiếm khi phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vì đây là cây trồng rất ít sâu bệnh. Cũng bởi vì rất nhiều những ưu điểm nổi trội này thì chỉ 8 tháng sau khi được đưa vào tỉnh Điện Biên đã được bà con nông dân nhiệt tình hưởng ứng và đến nay đã có trên 100 hectare canh tác cây gai xanh. Với một cây trồng mới và lần đầu tiên được trồng tại tỉnh Điện Biên thì con số hơn 100 hectare quả thực là một con số rất ấn tượng đúng không ạ? Và nhằm đánh giá hiệu quả của cây trồng này sau những vụ sản xuất đầu tiên cũng như khẳng định quyết tâm của tập đoàn An Phước Vidami trong việc liên kết một cách có trách nhiệm với các đối tác và nông dân mở rộng diện tích trồng cây gai xanh AP1 thay thế những cây trồng truyền thống kém hiệu quả, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp cũng như góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày hôm nay chúng tôi tổ chức chương trình Ngày hội thu hoạch cây gai xanh AP1 tại Điện Biên.
sẽ có rất nhiều những nội dung hấp dẫn, những phần thưởng có ý nghĩa thiết thực sẽ được gửi tới quý vị trong phần tiếp theo của chương trình. Và ngay bây giờ, để bắt đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với những định hướng mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc phát triển cây gai xanh AP1 phục vụ cho ngành dệt may. Cây gai xanh AP1 do Viện Di chuyển Nông nghiệp và Tập đoàn An Phước Virami chọn tạo và được công nhận giống quốc gia vào năm 2018. Trên cơ sở liên kết sản xuất với Tập đoàn An Phước Virami, hiện có 12 tỉnh trên cả nước trải dài từ Bắc Bộ vào đến Tây Nguyên đã đưa cây gai xanh vào canh tác. Vỏ sợi gai sau khi thu hoạch được tập đoàn này bao tiêu toàn bộ để lấy sợi phục vụ cho nhà máy chế biến sợi gai được đầu tư hơn 600 tỷ đồng tại tỉnh Thanh Hóa. Báo cáo tại hội nghị, tỉnh Thanh Hóa, địa phương đầu tiên đưa cây gai vào sản xuất cho biết, sau 6 năm bén rễ tại đây, cây gai xanh AP1 đã chứng tỏ những lợi ích vượt trội so với các cây trồng khác. Đây là cây trồng khỏe, không yêu cầu kỹ thuật cao, xuống giống một lần nhưng lưu gốc tại ruộng và cho thu hoạch 10 năm, mỗi năm cho thu hoạch từ 4 đến 6 lứa. Đặc biệt, cây còn trồng được trên đất đồi có độ dốc cao. Sau khi trừ chi phí, hiệu quả kinh tế của cây gai xanh so với một số cây trồng khác trên cùng chân đất cao hơn từ 20 đến 60 triệu đồng một hecta một năm. Không phải lùa ra hoa kết cỏ chỉ cả mà đến ngày chăm cho tốt đến ngày những thu hoạch. Thu hoạch xong là phơi xong đi nhập là nhẹ nhàng, không giống những cây khác, rất chăn trở những cây khác. Đầu ra không nói mà những cây mà để chăm sóc vẫn khó khăn hơn cây gai. Đó là bác thấy cây thật mà đúng là như vậy. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cao hơn mà cây gai xanh AP1 còn là cây trồng cải tạo đất bởi quá trình thu hoạch chỉ lấy vỏ, lá và thân sau khi tuốt được hoàn trả lại cho đất để làm phân hữu cơ. Ngoài ra, do ít sâu bệnh nên hiếm khi cần dùng đến thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, việc triển khai mở rộng diện tích trồng cây gai xanh còn chậm, cả nước mới đạt 1.400 ha, trong khi theo công suất thiết kế, nhà máy dệt sợi An Phước Virami cần vùng nguyên liệu đến 6.300 ha. Để nhà máy sớm không còn cảnh chờ nguyên liệu để vận hành 100% công suất, Tập đoàn An Phước Virami kiến nghị với các địa phương cần sớm phê duyệt đề án phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh phục vụ nhà máy dệt sợi. Hiện, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành đề án này với tổng quỹ đất được xác định phù hợp chuyển sang trồng gai xấp xỉ 6.500 ha. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng nên có đề xuất với Ngân hàng Chính sách Xã hội để người trồng gai được vay vốn với lãi suất ưu đãi, đồng thời xây dựng các mô hình trồng gai kiểu mẫu để nông dân học hỏi. Cần có sự vào cuộc của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách Xã hội của các tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương cho bà con vay với các khoản vay để phát triển cây gai xanh ưu đãi, thì từ đó là tạo cái tiềm lực về tài chính để cho bà con có thể phát triển cây gai xanh cùng công ty An Phước Virami. Với kinh nghiệm của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng như là hệ thống các cái đơn vị khuyến nông địa phương, thì chúng ta phải tiến hành xây dựng các mô hình hiệu quả nhất, và từ đó thì kết hợp với công tác đào tạo truyền thông giúp cho bà con hiểu rõ hơn, kỹ hơn và chuẩn bị cho mình những điều kiện tốt hơn để chuyển đổi cái cơ cấu thành công. Trước ý kiến của các đại biểu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng cây gai xanh là cây trồng đa mục tiêu. Do vậy, bên cạnh việc lấy vỏ để phục vụ cho ngành dệt may, cùng với Tập đoàn An Phước Virami, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ giao các cơ quan chuyên môn từng bước làm rõ những giá trị kinh tế của cây trồng này, bởi lá gai còn có thể phục vụ cho ngành chế biến thức ăn chăn nuôi, củ gai còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Có nghĩa chúng ta phải là tạo ra một cái định hướng theo hướng là cây gai xanh đa giá trị. Đây là cái lĩnh vực của ngành nông nghiệp, cho nên tôi thấy là tôi sẽ giao cho cục trồng trọt phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các cái đơn vị chuyên môn của bộ sẽ có một cái tiếp tục có một cái hội thảo chuyên đề sâu về cái lĩnh vực này, trong đó có 3 vấn đề thôi, tập trung vấn đề là vấn đề giống, thứ hai quy trình canh tác, thứ ba là hiệu quả kinh tế. Và chính cái đó là cái tạo niềm tin tốt nhất cho người dân. Và đến lúc nào đó thì mà tốt rồi ấy, thì anh khỏi tuyên truyền người ta cũng làm. Theo chiến lược phát triển của Tập đoàn An Phước Virami, giai đoạn 5 năm 2022-2026, tầm nhìn 10 năm từ 2023 đến 2033, đơn vị này sẽ phấn đấu xây dựng vùng nguyên liệu trồng cây gai xanh đạt 20.000 ha, tạo sinh kế ổn định cho 40.000 hộ trồng gai, mang lại thu nhập mỗi năm khoảng 2.000 tỷ đồng cho họ. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng sẽ xây dựng và vận hành tổng số 6 nhà máy, giải quyết công ăn việc làm cho hơn 3.000 lao động.
sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như chính quyền các địa phương sẽ tiếp thêm sức mạnh để chiến lược đó được triển khai một cách thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất sợi gai tầm cỡ khu vực và quốc tế. Thưa quý vị và bà con, để việc tổ chức sản xuất trồng cây gai xanh AP1 đạt được hiệu quả cao thì chúng ta không thể không nhắc đến những đối tác của tập đoàn An Phước Vidami. Họ chính là những cánh tay nối dài của tập đoàn, đồng hành cùng với nông dân từ khi xuống giống đến chăm sóc, thu hoạch và bao tiêu sản phẩm sợi gai. Và ở tại tỉnh Điện Biên, công ty cổ phần cây trồng và vật nuôi tỉnh Điện Biên chính là đối tác được tập đoàn An Phước Vidami lựa chọn để triển khai các hoạt động liên quan đến cây gai xanh AP1. Và bây giờ chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Phạm Văn Lương, giám đốc công ty cổ phần cây trồng và vật nuôi tỉnh Điện Biên, sẽ lên cung cấp những thông tin chi tiết về kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu cây gai xanh AP1 cho bà con nông dân tại tỉnh Điện Biên. Kính thưa ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên. Kính thưa bà Phạm Mỹ Linh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước, Tập đoàn An Phước Vidami. Kính thưa các ông bà, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, xã và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Kính thưa toàn thể các vị đại biểu, khách quý, đại diện cho các hợp tác xã và người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Lời đầu tiên, thay mặt Công ty Cổ phần Cây trồng và Vật nuôi tỉnh Điện Biên, tôi xin gửi lời cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị khách quý đã tới dự ngày hội thu hoạch cây gai xanh AP1 tại huyện Điện Biên ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày đặc biệt của Công ty Cổ phần Cây trồng và Vật nuôi tỉnh Điện Biên chúng tôi, cũng như toàn thể những người lao động, những người đã và đang gắn bó với cây gai xanh AP1. Đối với người nông dân, có lẽ ngày quan trọng và vui nhất là ngày thu hoạch, ngày tận hưởng thành quả sau một thời gian dài lao động vất vả. Công ty Cổ phần Cây trồng và Vật nuôi tỉnh Điện Biên chúng tôi đã phát động trồng cây gai xanh AP1 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đến nay, sau hơn 4 tháng triển khai, cây gai xanh AP1 đã được đưa đến 6 huyện thị trong tỉnh, bao gồm huyện Điện Biên, huyện Mường Nhé, huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Trà, huyện Nậm Pồ và thành phố Điện Biên Phủ, với tổng diện tích đã trồng là 74 ha, trong đó tổng diện tích đã trồng tính riêng ở huyện Điện Biên là 37,5 ha, huyện Mường Nhé là 20,5 ha. Với số liệu như vậy, bước đầu là tín hiệu tốt và là tiền đề cho việc phát triển mở rộng diện tích trồng cây gai xanh AP1 tại địa bàn tỉnh Điện Biên. Cùng với những kết quả đã đạt được từ mô hình trồng cây gai xanh tại các huyện đã trồng trong tỉnh và sự đồng lòng ủng hộ cũng như các chính sách phát triển vùng trồng của chính quyền và người dân địa phương, kết hợp với đánh giá điều kiện, khí hậu, đất đai, canh tác, nhân lực, Công ty Cổ phần Cây trồng và Vật nuôi tỉnh Điện Biên đã lên kế hoạch mở rộng phát triển vùng nguyên liệu trồng với quy mô dự kiến giai đoạn 2022-2023 là 700 ha, cụ thể đến hết năm 2022, tổng diện tích trồng là 200 ha và tổng diện tích trồng trong năm 2023 là 500 ha. Với các huyện trồng chủ yếu ở huyện Điện Biên, huyện Mường Nhé, huyện Mường Trà, huyện Điện Biên Đông, huyện Nậm Pồ và thành phố Điện Biên Phủ. Trên cơ sở kế hoạch nêu trên, Công ty Cổ phần Cây trồng và Vật nuôi tỉnh Điện Biên rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, các cơ quan ban ngành cũng như người dân tỉnh Điện Biên để hoàn thành kế hoạch phát triển đã đặt ra, trở thành vùng nguyên liệu trọng điểm chiến lược xây dựng chuỗi giá trị ngành gai, mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương. Để có ngày hội thu hoạch diễn ra ngày hôm nay là cả một quá trình cố gắng, vất vả của người nông dân, các cán bộ kỹ thuật nghiên cứu, tìm tòi để cây sinh trưởng tốt đến từng hộ dân, hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, những cá nhân, tổ chức mang cây gai xanh đến từng xã, bản. Sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành mở lối cho cây gai xanh AP1 đã được lan tỏa đến từng địa phương. Nhân đây, tôi xin thay mặt Công ty Cổ phần Cây trồng và Vật nuôi tỉnh Điện Biên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể những cá nhân, tổ chức đã cố gắng hết mình, đã tạo điều kiện giúp đỡ để đưa giống cây gai xanh từng bước trở thành giống cây chủ lực, giúp bà con địa phương tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thay mặt Công ty Cổ phần Cây trồng và Vật nuôi tỉnh Điện Biên, tôi xin chúc các hộ nông dân canh tác tốt, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, chúc ngày hội thu hoạch của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn ông Phạm Văn Lương, giám đốc Công ty Cổ phần Cây trồng và Vật nuôi tỉnh Điện Biên. Vâng, thưa quý vị và bà con,
AP1 là giống gai do Viện Di chuyển Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn tạo. Và tập đoàn An Phước Vidami chính là đơn vị tiên phong trong việc phát triển vùng nguyên liệu giống cây gai xanh AP1 để phục vụ cho ngành dệt may. Nhà máy dệt sợi gai hơn 600 tỷ đồng của tập đoàn này với dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, mỗi năm cung cấp cho thị trường 1.500 tấn sợi gai và khoảng 1.400 tấn bông gai. Sau đó, tập đoàn An Phước Vidami rất mong nhận được sự hỗ trợ của chính quyền các cấp tại tỉnh Điện Biên, cũng như các đối tác và bà con nông dân để hợp tác xây dựng chuỗi liên kết sản xuất cây gai xanh một cách bền vững. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được giới thiệu tiến sĩ Phạm Mỹ Linh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước, Tập đoàn An Phước Vidami sẽ lên chia sẻ hơn với quý vị và bà con cụ thể về vấn đề này. Kính thưa ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con nông dân, những người đã, đang và sẽ trồng cây gai xanh AP1 tại Điện Biên. Tôi xin điểm lại một chút, vì cây gai xanh nó là cây truyền thống từ xưa đến giờ của nằm trên tất cả, rải rác trên tất cả các tỉnh của Việt Nam, mà chính cái lá của nó chúng ta đã từng lấy lá để làm bánh. Chỉ có điều cái giống gai xanh AP1 này là cái giống mà chúng tôi chọn tạo ra theo cái hướng là dùng sợi để làm vải. Để qua đấy để chúng ta biết được là cái quy trình kỹ thuật để sản xuất cây gai này nó không quá khó và nó cũng không đòi hỏi cái trình độ kỹ thuật phải cao hoặc là cái mức độ thâm canh hay là thuốc bảo vệ thực vật. Định hướng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như xác định của tập đoàn chúng tôi thì Điện Biên là tỉnh chiến lược, vùng phát triển chiến lược cho cây gai xanh. Với một cái diện tích, chúng tôi với cái công suất nhà máy hiện tại để đạt được 100% công suất nhà máy thì chúng tôi cần là 6.345 hecta. Thế nhưng đến nay chúng tôi mới đạt được 2.000 hecta. Chính vì thế mà trong năm 2022 và 2023 chúng tôi sẽ cố gắng phát triển ở Điện Biên. Như anh Lương cũng vừa phát biểu thì chúng tôi cần khoảng 700 hecta tại Điện Biên. Và từ năm 2023 cho đến 2030 là chúng tôi cần là 20.000 hecta, thì lúc đó chúng tôi sẽ tiến hành tiếp tục xây dựng các nhà máy chế biến. Có bốn nhà máy sẽ phát triển tại 4 tỉnh chiến lược. Thì để trong cái thời gian tới mà phát triển được cây gai xanh theo những cái định hướng của công ty, của tập đoàn An Phước cũng như là của công ty giống cây trồng Điện Biên, thì chúng tôi xin đề xuất với cả Ủy ban Nhân dân tỉnh đó là đưa được cây gai xanh vào trong danh mục cơ cấu cây trồng chủ lực và hoặc là cây trồng chính để cây gai xanh được hưởng các cái chính sách giống như các cây trồng khác để sao cho người nông dân thì yên tâm để sản xuất. Thì trước khi dừng lời, cho tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, các huyện và bà con nông dân. Xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Phạm Mỹ Linh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước, Tập đoàn An Phước Vidami. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay với nội dung là ngày hội thu hoạch. Và với những người nông dân thì ngày hội thu hoạch chính là ngày vui nhất, bởi vì sau những ngày tháng đổ mồ hôi công sức thì giờ chính là lúc họ được tận hưởng những thành quả lao động của mình. Do đó, để thực sự tận hưởng không khí vui nhộn của ngày hội thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những phần thi hết sức vui vẻ để xem những phần quà rất có ý nghĩa của chương trình ngày hôm nay sẽ thuộc về ai. Trước hết sẽ là phần thi đố vui có thưởng. Câu hỏi rất thú vị và phần quà thì cũng rất hấp dẫn đang chờ đón quý vị và bà con. Câu hỏi được nêu ra dưới hình thức trắc nghiệm và bà con chỉ cần chỉ ra đáp án đúng là A, B hay là C. Phần thưởng dành cho người trả lời đúng sẽ là một bao phân NPK 25kg. Và trước khi đến với phần thi này thì chúng tôi xin được giới thiệu thành phần ban giám khảo của chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu ông Trịnh Văn Toản, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước, Tập đoàn An Phước Vidami. Xin được giới thiệu ông Phạm Văn Tuân, trưởng vùng nguyên liệu tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước, Tập đoàn An Phước Vidami. Xin mời hai vị giám khảo của chúng ta vào vị trí làm việc và phần thi đố vui của chúng tôi ngày hôm nay xin được phép bắt đầu. Vâng, bà con hãy hết sức tập trung ạ để lắng nghe những câu hỏi mà tôi sẽ hỏi ngay sau đây và hai vị ban giám khảo của chúng ta thì sẽ quyết định xem là bà con trả lời đúng hay sai cũng như là sẽ đưa ra cho bà con rất nhiều những thông tin bổ ích về cây gai xanh AP1. Khi tôi đưa ra câu hỏi thì bà con sẽ đứng tại chỗ để trả lời ạ. Bà con đã tập trung lắng nghe chưa ạ?
Câu hỏi thứ nhất, mùa nào có thể trồng cây gai xanh? A. Mùa xuân, B. Mùa hè, C. Mùa đông. Bà con nào biết câu trả lời chúng ta hãy nhanh chóng giơ tay để có thể... Vâng, xin mời bác, tôi đã nhìn thấy một bác giơ tay đầu tiên và trong câu hỏi đầu tiên này thì xin được mời bác đứng lên trả lời ạ. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Trần Thị Biến. Tôi thuộc xã viên của thôn Hát Hẹ, xã Ngô Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tôi xin trả lời với hội nghị là trồng từ tháng 2 đến tháng 5 ạ. À, mùa hè ạ. Vâng, bác chọn đáp án B, tức là mùa hè ạ. Vâng, với câu hỏi đầu tiên này thì chúng tôi xin mời ban giám khảo anh Trịnh Văn Toản, anh có thể đưa ra cái câu trả lời xem bác trả lời đúng hay sai ạ. Thay mặt ban giám khảo tôi xin phép trả lời bác Miến này. Bác nói thời gian trồng từ tháng 2 đến tháng 5 là thời vụ chính trong năm thì đúng rồi, nhưng mà bác lại nói là mùa hè thì cái phần sau để đá với cái phần trước. Vâng, thực ra thì với câu trả lời mà ban giám khảo vừa đưa ra thì bác cũng đã nói đúng cái thời vụ trồng cây gai xanh, đó là từ tháng 2 tháng 5, cho nên là ban giám khảo vẫn quyết định là câu trả lời của bác được chấp nhận và bác được tặng một bao phân. Và chẳng hỏi xin mời bác lên sân khấu để nhận một bao phân của chương trình ạ. Bác có thể chọn bất cứ bao phân nào mà bác yêu thích ạ. Với sự hỗ trợ của hai anh thanh niên, cháu cảm ơn bác ạ. Vâng, bác ơi, cháu có thể hỏi bác một chút là khi mà nhận bao phân đầu tiên trong cái chương trình này bác cảm thấy thế nào? Rất vô cùng vui mừng và phấn khởi, và chúng tôi cũng là người Già Lông thì chúng tôi cũng về để tham dự và cũng theo rồng theo ạ. Tức là bác đã thấy là những người nông dân ở đây họ đã trồng gai xanh AP1 và hôm nay có chương trình ngày hội thu hoạch và bác đã đến để tìm hiểu về cây gai xanh AP1. Dạ, chúng tôi rất thích, thì chúng tôi chỉ chờ có để đến thời vụ để chúng tôi trồng ạ. Dạ vâng ạ, cháu chúc bác sẽ thành công với cây gai xanh AP1 khi mà bác bắt đầu trồng ấy nhé. Cảm ơn bác ạ. Vâng, thưa quý vị, là chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình ngày hôm nay ạ. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Trung bình trên 1 hecta trồng bao nhiêu cây gai? Đáp án A 15.000 cây, đáp án B 25.000 cây và đáp án C 35.000 cây. Cháu xin được mời bác áo xanh ngồi trên cùng này ạ. Trước tiên bác giới thiệu về mình, bác tên là gì và đến từ đâu và đưa ra câu trả lời ạ. Alo. Tôi là Phan Đình Phượng thuộc bản Hát Hẹ, xã Nông Ngam. Hiện nay là tôi đang nhận trồng một hắc cây xanh. Thì là một hắc cây xanh là nhà tôi thì tôi nhận là 25.000 cây là trồng vừa đủ. Đáp án A là 15.000 cây, đáp án B là 25.000 cây và đáp án C là 35.000 cây ạ. B ạ. Vâng. Vâng, bác Thưởng đã chọn đáp án B là 25.000 cây ạ. Chúng ta đã hỏi đúng người. Đúng một gia đình đã trồng 1 hectare cây gai xanh AP1 và bác đã có thể nói qua câu trả lời này là bác đã nắm rất chắc kỹ thuật mà các cán bộ của công ty cổ phần nông nghiệp An Phước đã đưa ra cho bác, đó chính là đáp án B 25.000 cây ạ. Vâng, cháu xin mời bác lên sân khấu để nhận phần quà của chương trình ạ. Bác có thể chọn bất cứ loại phân nào mà bác yêu thích ạ. Bác đã trồng cây gai xanh AP1 rồi thì và hôm nay lại được nhận một bao phân của chương trình nữa và chắc chắn là về mình sẽ dùng trong việc chăm sóc gai xanh đúng không ạ? Cháu chúc bác là sẽ thành công và mình sẽ có một cái vụ đầu tiên thắng lợi với cây gai xanh AP1 ạ. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ tôi xin được công bố câu hỏi thứ 3. Khi trồng gai, chúng ta phải lưu ý việc gì sau đây? Bà con hết sức lắng nghe ạ. Khi trồng gai, chúng ta phải lưu ý việc gì sau đây? Đáp án A, đặt nghiêng cây vùi một nửa gốc cây. Đáp án B, đặt nghiêng cây vùi kín củ. Đáp án C, đặt thẳng cây vùi kín ngọn. Vâng, đáp án A, đặt nghiêng cây vùi một nửa gốc cây. Đáp án B, đặt nghiêng cây vùi kín củ. Đáp án C, đặt thẳng cây vùi kín ngọn. Vâng, xin được mời bác giơ tay đầu tiên ạ. Bác chọn đáp án nào ạ? Xin đáp án là trồng nghiêng mà phủ kín củ. Vâng, bác chọn đáp án B là đặt nghiêng cây và trồng kín củ. Vâng, xin được mời anh Tuân ạ. Ban giám khảo có thể đưa ra bác trả lời đúng hay sai ạ. Xin cảm ơn chị Thanh và chúc mừng chị đã chọn được cái đáp án đúng ạ.
Vâng, xin được chúc mừng bác Thanh ạ. Và trước khi bác Thanh lên đây để nhận phần thưởng thì xin mời giám khảo có thể giải thích rõ hơn về cho bà con về việc tại sao chúng ta phải lưu ý khi trồng như vậy ạ. Thưa bà con, thì thông thường thì cây gai mà trong vườn ươm chúng tôi á, thì sau khi gieo hạt thì có thời điểm khoảng độ từ 80 đến 100 ngày thì cây gai có thể đem trồng được. Và cái lúc đấy chúng tôi gọi là cây gai trồng ở cái điều kiện mà có tưới tiêu, mà cây trồng đủ nước, tức là cái giai đoạn cây đang còn non, củ đang còn rất bé, thì có thể là trồng chúng tôi trồng là đứng cây. Nhưng mà do trong cái điều kiện, cái câu hỏi hiện tại của đưa ra thì trên Điện Biên chúng tôi là trồng trong cái điều kiện là chúng tôi xác định trong điều kiện là khắc nghiệt mà mưa ít và trồng trên đồi không có điều kiện tưới tiêu, nên cây giống đã từ 4 tháng đến 5 tháng tuổi trở lên rồi, cho nên là cái củ rất dài và chúng tôi mục tiêu là cái bắt đầu ở củ đã xuất hiện những cái mầm gốc rồi, cho nên là bà con cán bộ kỹ thuật của công ty là hướng dẫn bà con trồng nghiêng cây và lấp kín củ để ta làm sao khi ta trồng xuống không gãy cái củ và đảm bảo cho cái cây lên an toàn. Đấy là đưa ra đáp án B là chính xác. Chứ còn thông thường ấy, trong ruộng giống nếu như chúng ta trồng cây con mà không cần cắt ngọn thì ta trồng thẳng đứng cây, và trong cái điều kiện cái cây thì mới là đúng yêu cầu kỹ thuật. Đây là một cái câu hỏi đưa ra cái giải pháp kỹ thuật hiện tại đang áp dụng tại Điện Biên. Thì tôi xin mặt thay mặt ban giám khảo xin giải thích cho bà con như vậy. Vâng, xin được cảm ơn ông Trịnh Văn Toản, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước, Tập đoàn An Phước Vinamy ạ, với câu trả lời, với phần tư vấn rất là thiết thực cho bà con nông dân. Vâng, và em chúc chị thành công ạ. Và ngay bây giờ thì xin mời chị hãy cùng nhận phần quà của mình ạ. Vâng, xin được chúc mừng chị ạ. Mời bà con hãy cùng chúc mừng cho chị Thanh ạ. Thưa quý vị, là đã có 3 người nông dân được nhận 3 bao phân trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta vẫn còn rất nhiều những câu hỏi đang chờ đợi những cánh tay của bà con ạ. Câu hỏi thứ tư tôi xin được công bố. Giống gai nào có thể sản xuất cùng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy? Đáp án A, giống AP1 là giống của công ty An Phước mới có thể sản xuất được sợi cho dệt may. Đáp án B, giống gai truyền thống của địa phương. Và đáp án C, tự lấy giống từ hạt của cây đang trồng. Bà con đã nghe rõ các đáp án tôi đưa ra chưa ạ? Vâng, xin được mời chị ạ. Tôi tên là Tạ Thiên Luận ạ, đang chủ quán tại thôn Hát Hệ, xã Hoàng Am. Tôi xin chọn đáp án 1 ạ. Vâng, chị Luận đã chọn đáp án A, đó là giống AP1, là giống của công ty An Phước. Vâng, xin mời ban giám khảo ạ. Đáp án của chị là hoàn toàn chính xác, vì cái giống cây AP1 của công ty ấy, khác biệt với cái giống địa phương ấy. Thì nói với các anh các chị là cái giống địa phương thì năng suất rất thấp, vỏ mỏng, cho nên là sản xuất sợi thì cái độ bền của sợi thì hắn cũng tương tự như cái độ bền của cái gai AP1 thôi, nhưng mà năng suất thấp thì thu nhập của người nông dân không cao, hay một số cái chỉ số không phù hợp trong cái sản xuất công nghiệp. Cái thứ hai nữa là về cái giống gai và từ hạt, cây gai là cái cây giao phấn, cho nên là trong quá trình sản xuất hắn sẽ phân ly trong quả mỗi lần sản xuất, cho nên là chúng tôi lựa chọn cái giống cây AP1 đã được viện di truyền cùng với tập đoàn đã nghiên cứu ra một cái giống ổn định, mang lại vừa là mang năng suất hiệu quả cho người nông dân, thứ hai là đảm bảo được cái tiêu chuẩn chất lượng về sản xuất công nghiệp ngành dệt may cho cái tập đoàn An Phước ạ. Xin cảm ơn bác. Xin mời bác tiến đến khu vực và nhận bao phân mà mình yêu thích ạ. Vâng, thưa quý vị, một câu hỏi tiếp theo mà tôi nghĩ rằng là rất là thiết thực và rất là hay đối với những bà con, nhất là những bà con mà đã bắt đầu thu hoạch cây gai xanh AP1 rồi ạ. Câu hỏi số 5. Vì sao khi thu hoạch gai phải chặt xác gốc? Bà con hãy nghe rõ những đáp án mà tôi sẽ đưa ra sau đây. Đáp án A, để cho người dân đi không bị vấp vào cây. Đáp án B, mầm ngầm trong đất mới bật lên để thành cây gai sau này tiếp tục cho thu hoạch. Đáp án C, để cho dễ bón phân. Tôi xin được nhắc lại câu hỏi, vì sao khi thu hoạch gai phải chặt xác gốc? Đáp án A, để cho người dân đi không bị vấp vào cây. Đáp án B, mầm ngầm trong đất mới bật lên để thành cây gai sau này tiếp tục cho thu hoạch. Và đáp án C, để cho dễ bón phân. Xin được mời anh thanh niên giơ tay ở khu vực phía dưới kia ạ.
Xin anh giới thiệu về mình và đưa ra câu hỏi. Vâng, xin giới thiệu, tên là Lò Văn Công, bản 352, xã Long Am, huyện Biên, tỉnh Điện Biên ạ. Anh Công chọn đáp án nào ạ? Đáp án B. Anh Công đã đưa ra đáp án của mình là đáp án B, mầm ngầm trong đất mới bật lên. Vì cái giống cây này cũng giống như cỏ voi mình thôi. Mình trồng thì mình chặt sát gốc để cho mầm nó mầm lên từ dưới đất để sinh sôi nhiều hơn. Vâng, không những đưa ra được đáp án mà anh còn đưa ra được lời giải thích ạ. Vâng, xin được mời anh Phạm Văn Tuân ạ. Ban giám khảo sẽ đưa ra là anh trả lời như thế đúng hay sai ạ? Trước tiên là chúc mừng anh đã chọn được cái đáp án đúng. Tôi cũng xin giải thích thêm là nếu chúng ta mà chặt cái gốc nó cao quá đấy thì sau này cái mầm nó ở cái gốc ấy nó sẽ lên, ở trên mặt đất nó sẽ lên. Và với những cái mầm nó lên ở trên mặt đất như vậy thì cái cây nó nhỏ và năng suất nó sẽ bị giảm hơn so với những cái cây mà chúng ta chặt sát gốc và cái mầm nó mọc ở dưới đất lên. Xin giải thích với anh và bà con như vậy ạ. Cảm ơn em. Vâng, xin cảm ơn ông Phạm Văn Tuân, trưởng vùng nguyên liệu Điện Biên của công ty cổ phần nông nghiệp An Phước. Vâng, xin được mời anh hãy lên trên sân khấu để nhận phần thưởng của mình ạ. Vâng, xin mời bà con hãy dành cho người nông dân không những trả lời đúng mà lại có những cái lời giải thích rất là thuyết phục ạ. Vâng. Chắc chắn là anh trồng gai rồi đúng không anh? Sao anh lại có thể đưa ra lời giải thích như vậy ạ? Có lên trồng trên mấy ngày rồi. Của công ty trên, xong là anh trai cũng trồng. Gia đình mình trồng rất là nhiều và chắc chắn là anh cũng được cán bộ nông nghiệp của công ty hướng dẫn rất là cụ thể về các cái kỹ thuật chăm sóc đúng không ạ? Nên là mình cũng nắm được nhiều đúng không ạ? Vâng. Công ty cũng xuống mấy kỹ thuật để chăm sóc và cho anh em xong bản học hỏi. Vâng. Anh thấy sự tư vấn của các cán bộ kỹ thuật của công ty như thế nào ạ? Rất nhiệt tình. Rất nhiệt tình và rất nhiều những cái có nhiều thông tin bổ ích đối với một cái cây trồng mới đối với bà con ở đây không ạ? Vâng, rất bổ ích cho những người dân nào mà hăng hỏi để học tập thêm và làm tốt những nhà nông giỏi. Trước đó thì anh đã trồng cây trồng gì ạ? Trước trồng ngô sắn. Thế chuyển sang cây gai thì anh thấy là cây trồng này so với những cây ngô, cây sắn trước đó thì như thế nào ạ? Thì năng suất nghe bảo cao hơn và mình trồng thì giống nó chỉ hết một lần thôi. Cả ngô quay sắn thì mình mất giống mất gì nó nhiều. Và với sự hướng dẫn của các cán bộ đến bây giờ thì anh mới trồng gai và anh có tự tin là mình có thể thành công với cây gai này không ạ? Chắc chắn là sẽ trồng và sẽ thành công. Vâng, thì chúc mừng anh và chúng ta hãy cùng chờ đón những thành quả của anh trong đợt thu hoạch gai tiếp theo. Và bây giờ mời anh nhận phần quà của mình ạ. Anh chọn bao xanh nhất. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng trong phần ngày hôm nay. Bà con hãy cùng lắng nghe câu hỏi số 6 mà tôi sẽ đọc bây giờ ạ. Vì sao chặt gai xong phải tuốt ngay? Đáp án A, tuốt nhanh để còn về ăn cơm. Đáp án B, tuốt nhanh cho được năng suất cao. Và đáp án C, tuốt nhanh cho dễ tuốt. Vâng, xin được mời ạ. Vâng, xin được mời bác ạ. Mời chị đưa ra câu trả lời của mình ạ. Tôi tên là Lò Thị Chiêng, hôm nay đang sống ở bản 351 và xã Long An. Vâng, thế chị chọn đáp án nào ạ? C ạ. Chị chọn đáp án C, đó là tuốt nhanh cho dễ tuốt ạ. Vâng, xin mời ban giám khảo đưa ra câu trả lời ạ. Trả lời của chị hoàn toàn đúng, vì cái gai là cái cây mà ta tuốt, ta lấy vỏ, cho nên là khi ta tuốt chặt đến đâu, nguyên tắc là chặt đến đâu thì tuốt đến đấy, thì năng suất lao động rất cao. Chứ còn nếu như để thêm một thời gian, nhất là vào những ngày là ngày nắng ấy, thì ta hâm chìa cây sẽ mất nước. Đáng lẽ thì ta động tác trong mấy tuốt, ta chỉ cần hai lần di là sạch hết lõi và cái vỏ ngoài lá. Nhưng mà nếu ta để chỉ cần vài tiếng nắng săn hết cái vỏ gai rồi thì ta tuốt ta phải thêm động tác, đồng thời làm sạch cái lõi là rất khó. Nên là cảm ơn chị và cũng như bà con. Vâng, xin cảm ơn giám khảo ạ. Mời chị lên nhận phần quà của mình ạ. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay cho người nông dân cuối cùng được nhận phần quà trong chương nội dung ngày hôm nay ạ. Mời nhà chị đã trồng gai chưa ạ? Chưa. Hôm nay thì chị đến tham dự chương trình này thì chị thấy cây gai xanh như thế nào ạ? Tốt ạ, vừa năng suất. Thế mình có kế hoạch để trồng cây gai xanh trong thời gian tới không ạ? Có ạ. Chị định trồng mấy hát? Chưa biết.
tại sao em thắc mắc chị chưa rút gai bao giờ, chứ trồng gai cho chị trả lời đúng đáp án này? Vì em nghe các bà con tuyên truyền với cô bác đều là họ trồng rồi họ tuyên truyền cho mình biết. Vâng, chúng ta đã thấy được giá trị của việc tuyên truyền của tập đoàn An Phước cũng như là công ty cổ phần cây trồng và vật nuôi tỉnh Điện Biên trong việc là phổ biến cho bà con về giống cây gai xanh AP1, để mà một người chưa từng trồng gai xanh bao giờ vẫn trả lời được đáp án rất là khó của chương trình. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Vâng, xin được cảm ơn quý vị và bà con. Và thưa bà con, là chương trình của chúng ta thì sẽ vẫn còn rất nhiều những phần quà hấp dẫn ở phía sau nữa. Và càng về sau thì những phần quà lớn hơn và hấp dẫn hơn vẫn đang chờ đón bà con. Và để tiếp tục trong chương trình ngày hội thu hoạch cây gai xanh AP1 tại Điện Biên ngày hôm nay, thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một tiết mục văn nghệ, đó là điệu múa ngày hội Bản Em do đội văn nghệ Bản Pá Ngam 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên biểu diễn. Cảm ơn đội văn nghệ xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ạ. Và xin mời quý vị và bà con cùng quay trở lại với chương trình ngày hội thu hoạch cây gai xanh AP1 ngày hôm nay. Thưa bà con, trong quá trình thu hoạch gai thì tuốt gai đúng kỹ thuật là một khâu vô cùng quan trọng để chúng ta có thể làm ra những cuộn gai khô không lẫn tạp chất. Đây là một trong những yếu tố rất quan trọng để sợi gai khô của bà con sau này được đánh giá là có đạt tiêu chuẩn loại 1, loại được thu mua với mức giá cao nhất hay không. Và để xem bà con trồng gai ở Điện Biên tuốt gai giỏi đến cỡ nào, thì ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với phần thi tuốt gai giỏi, phơi gai khéo. Và phần thưởng của phần thi này cũng hết sức ấn tượng. Ngoài kỷ niệm chương của chương trình dành cho các đội, thì đội giành giải nhất sẽ nhận được 100kg NPK, đội giải nhì nhận được 50kg NPK và đội giải ba sẽ giành được 25kg NPK. Và sau thì đội đó sẽ... Kết thúc phần thi thứ nhất, đội đỏ tuốt được 8,4kg, đội xanh tuốt được 6,2kg, đội vàng tuốt được 6,4kg. Tuy nhiên, sau khi đánh giá kết hợp với việc phơi gai trên giàn, ban giám khảo đã quyết định trao giải nhất nhì. Vâng, thưa quý vị và bà con, là chúng ta vừa được chứng kiến màn tranh tài rất là sôi nổi của ba đội thi trong phần thi tuốt gai giỏi, phơi gai khéo ngày hôm nay. Và chúng tôi đã tìm được người chiến thắng. Đội chiến thắng ở trong phần thi chính là đội vàng. Và đội đạt giải nhì là đội đỏ và đội đạt giải ba là đội xanh. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Phạm Văn Lương, giám đốc công ty cổ phần cây trồng và vật nuôi tỉnh Điện Biên, sẽ lên trao thưởng cũng như là kỷ niệm chương của chương trình cho các đội đạt giải trong cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay. Xin được mời đội xanh, tức là đội giành được giải ba trong phần thi ngày hôm nay của chúng ta,
Mời đội xanh bước lên phía trước để nhận phần quà của chương trình. Vâng, xin được cảm ơn đội xanh. Sau đây chúng tôi xin mời đội đạt được giải nhì ngày hôm nay, đội đỏ tiến lên phía trước để nhận phần quà của chương trình. Thưa quý vị, đội đỏ chính là đội ngày hôm nay đạt được số lượng cân gai sau khi tuốt được nhiều nhất. Tuy nhiên sau khi chấm điểm thì ban giám khảo đã đánh giá là ở phần thi phơi gai khéo thì đội vàng lại phơi gai khéo hơn, cũng như là có được tạp chất ở trong sợi gai của chúng ta là ít hơn. Do vậy đội giành chiến thắng chính là đội vàng. Và chúng tôi xin mời đội vàng bước lên sân khấu, và đây chính là đội giành được giải nhất trong phần thi tuốt gai giỏi phơi gai khéo ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn ông Phạm Văn Lương, giám đốc công ty cổ phần cây trồng và vật nuôi tỉnh Điện Biên ạ. Và sau đây thì xin mời ba đội sẽ cùng nhận một phần thưởng nữa của chương trình, đó chính là phần quà NPK. Và chúng ta giải nhất sẽ được giành được 100kg NPK, giải nhì là 50kg và giải ba là 25kg. Vâng, xin được mời ba đội cùng tiến về khu vực để phân bón của chúng ta, để chúng ta có thể nhận phần thưởng của mình ạ. Đội vàng sẽ được 100kg NPK, đội đỏ là 50kg NPK và đội xanh là 25kg NPK. Xin mời các anh chị nhận phần thưởng của mình ạ. Em xin phép được hỏi anh một chút, hôm nay mình là người mặc dù là số lượng trọng lượng gai mình tuốt không được nhiều bằng đội đỏ, thế nhưng mà sau khi ban giám khảo đánh giá về việc phơi gai khéo cũng như là chất lượng tạp chất thì là ít nhất ở trong vỏ của sợi gai, thì mình đã được giành được giải nhất trong phần thi tuốt gai giỏi phơi gai khéo ngày hôm nay. Thế anh cảm thấy như thế nào ạ? Anh cảm thấy thì gai thì nó tuốt từ từ thôi, cái dưới nó mới dày. Có mình kéo đồng điều mà cái gai này mới đồng điều mới dày cái mới. Thế anh đã tuốt gai lâu chưa ạ? Mà anh lại có kinh nghiệm như thế ạ? Chưa, vừa vừa mới hôm kia học và hôm nay anh đã tuốt và lại có kinh nghiệm như thế, tức là chúng ta chỉ cần chậm thôi, nhưng mà vừa thôi, không cần phải nhanh quá, nhưng mà quan trọng là phải sạch tạp chất đúng không ạ? Vâng, anh rất là nhanh nhạy trong việc tuốt gai, và chắc chắn rằng là khi mà anh trồng cây gai xanh thì gai nhà anh sẽ có chất lượng rất là cao đấy ạ. Vâng, xin được chúc mừng đội nhất của chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời anh nhận phần thưởng của mình ạ. Thưa quý vị và bà con, chúng ta vừa được chứng kiến một không khí rất sôi nổi với phần tranh tài của ba đội thi. Và thông qua phần tranh tài đó thì chúng tôi hy vọng rằng là quý vị và bà con cũng sẽ có thêm rất nhiều những kiến thức bổ ích trong việc tuốt gai và phơi gai làm sao để có thể đạt được chất lượng tốt nhất. Và thưa bà con, khi một vụ thu hoạch gai kết thúc thì cũng là một vụ mùa mới lại bắt đầu. Và với một cây trồng mới thì chúng tôi tin chắc chắn rằng quý vị sẽ có rất nhiều những câu hỏi được đặt ra và những vấn đề cần giải đáp để làm sao cây gai đạt được năng suất và chất lượng cao nhất trong vụ tiếp theo. Hiểu được điều đó thì chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ dành một phần thời lượng rất quan trọng để giải đáp những băn khoăn và những thắc mắc của quý vị và bà con trồng gai ở tỉnh Điện Biên. Và ngay bây giờ thì các chuyên gia của tập đoàn An Phước Vidami sẽ trả lời trực tiếp cho những câu hỏi của bà con. Chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Trịnh Văn Toản, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước, Tập đoàn An Phước Vidami. Xin được mời lên sân khấu ông Phạm Văn Tuân, Trưởng vùng Nguyên liệu tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước, Tập đoàn An Phước Vidami. Đây sẽ là hai vị chuyên gia sẽ giải đáp cho rất nhiều những thắc mắc của bà con trong chương trình ngày hôm nay. Các vị chuyên gia của chúng tôi thì đã sẵn sàng để giải đáp các câu hỏi của bà con, và xin mời những cánh tay của bà con giơ lên để chúng ta có thể đặt câu hỏi cho các vị chuyên gia của chương trình ạ. Vâng, xin được mời anh ạ. Em xin chào lãnh đạo công ty và các bác nông dân nhé. Em tên là Nguyễn Thuận Lâm, em ở xã Long Luống. Hôm nay em đến hội thảo công ty cây xanh, em có một số ý kiến câu hỏi sau. Tức là cây xanh thì em thứ nhất là băn khoăn nhất là khi việc thu hoạch ấy, khi mà thu ở trên núi cao ấy, khi mà đang thu trời nắng, ví dụ gặp trời mưa đột xuất, mưa liên tục mấy ngày, ví dụ cây gai công ty sẽ xử lý như nào cho các bác nông dân? Vâng, một câu hỏi có thể nói là rất là thiết thực cho bà con nông dân, một câu hỏi rất hay đấy ạ. Bởi vì là trung bình thì chúng ta vẫn biết là cây gai xanh thì là 50 ngày sẽ cho thu hoạch. Thế nhưng mà anh nông dân muốn đặt câu hỏi là khi mà đến ngày thu hoạch rồi mà trời lại mưa rất là nhiều và dài ngày thì có ảnh hưởng gì không, và bà con sẽ phải làm như thế nào ạ? Xin mời
ông Trịnh Văn Toản sẽ đưa ra câu trả lời giải đáp cho anh ạ. Xin trả lời anh như thế này. Thì trong sản xuất nông nghiệp thì đây là sản xuất ngoài trời, cho nên là cái việc mà trong khi ta làm ngoài đồng ruộng và gặp mưa nắng thì không thể tránh khỏi được. Thế thì thông thường khi chúng tôi mà khi sơ chế gai á, thì cây gai nếu mà được nắng chỉ có hơn một nắng là cái vỏ gai sẽ khô. Thế thì thường là cái lượng mà ta đang sản xuất mà gặp mưa trực tiếp ấy, thì cái lượng khối lượng vỏ gai này không nhiều, cho nên là các bác nhìn đấy, anh nhìn đấy là cái vỏ gai sau khi ta sơ chế rồi chỉ còn một cái, chỉ có một phần vỏ sợi là chủ yếu, cho nên là giống như là cái cọng rơm. Thế nên là cái khối lượng này ta nên đem về ta phơi dàn mỏng như ta phơi quần áo thôi, tức là dưới gầm sàn nhà hoặc là hiên, thì cái lượng này hắn cũng sẽ đảm bảo được nguyên tắc về về chất lượng sau này. Thế cái thứ hai nữa là đối với cây gai á, thì báo cáo với các bác anh chị thế này, thì nhìn chung á, bà con rất lăn tăn về cái việc là sản xuất mà gặp trời mưa. Thì cây gai á, thì sau khi mà thông thường là trong điều kiện mà thời tiết ở cái mùa hè thì khoảng độ 45 đến 55 ngày là được thu hoạch. Thì cây gai này, cái thời gian chín của cây gai phụ thuộc hoàn toàn vào cái tổng tích ôn của cây gai, tầm cỡ khoảng 1.300 đến 1.500 độ là chín. Cho nên là khi ta không thu hoạch để ngoài ruộng á, thì cây gai không chín tiếp được mà nó sẽ sinh trưởng bình thường, cho nên không ảnh hưởng gì đến cái năng suất và chất lượng của cái sợi sau này, và anh chỉ là một phần tăng năng suất lên thôi. Cho nên là bà con yên tâm trong cái vấn đề ở trên ruộng trên nương là khi gặp trời mưa. Vâng, một câu hỏi rất là hay, và quý vị và bà con có thấy là anh nông dân xứng đáng được nhận phần thưởng trong câu hỏi đầu tiên này không ạ? Vâng, chúng tôi xin được mời anh lên nhận bao phân với câu hỏi rất là hay và thiết thực đối với bà con nông dân trồng gai ạ. Hôm nay mình đặt câu hỏi và được nhận phần quà thì anh thấy như thế nào ạ? Tham dự cái ngày hội thu hoạch ngày hôm nay thì anh thấy sao ạ? Thưa với chương trình là hôm nay đến thì hội thảo đang dự kiến là tham gia để trồng gai. Và kết nối lên vui và thế nào chúc các bác nông dân là đạt thành quả cao trồng gai. Vâng, ngày hôm nay thì anh đã đến đây và thấy được rất nhiều những thông tin bổ ích về cây gai xanh AP1. Thì sắp tới anh sẽ có dự định trồng gai như thế nào ạ? Em chuẩn bị đăng ký trồng 1 ha ạ. Vâng, 1 ha. 1 hecta cây gai xanh, và đến bây giờ thì anh đã chuẩn bị cho mình được những cái kỹ thuật và những cái thông tin về cây gai xanh AP1 như thế nào ạ? Anh thấy các thông tin được các cán bộ của tập đoàn An Phước Vinamy cũng như là công ty cổ phần cây trồng và vật nuôi tỉnh Điện Biên tư vấn cho mình như thế nào ạ? Vâng, các anh chị tư vấn rất nhiệt tình và xuống tận nơi để khảo sát đất và các món phân cho trồng. Em vừa thấy là vừa học hỏi thôi, chưa là vừa. Vâng, hy vọng rằng là anh sẽ bắt đầu trồng cây gai xanh AP1 và bao phân này thì chắc chắn là chúng ta sẽ dùng trong cái công việc của nhà mình tiếp theo đúng không ạ? Và hy vọng rằng là khi mà trồng cây gai thì anh sẽ rất là tự tin với những kỹ thuật mà mình đã học hỏi được, cũng như là sẽ có thêm rất nhiều những tư vấn của các chuyên gia để mà mình thành công. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị và bà con, như vậy là thời lượng của chương trình Ngày hội thu hoạch cây gai xanh AP1 ngày hôm nay do kênh Nông nghiệp Nông thôn Nông dân VTC16, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp với Công ty Cổ phần Cây trồng và Vật nuôi tỉnh Điện Biên và Tập đoàn An Phước Vinamy phối hợp thực hiện đến đây là kết thúc. Quý vị và bà con có thể theo dõi lại chương trình này trên kênh VTC16 hoặc các hạ tầng của kênh VTC16 như YouTube và fanpage của kênh VTC16 cũng như YouTube của Tập đoàn An Phước Vinamy. Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn quý vị và bà con đã tham gia chương trình này. Chúc quý vị và bà con có được một vụ mùa thắng lợi. Cảm ơn các vị đại biểu cũng như các khách quý đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Cây gai xanh yên tâm vun trồng, bền vững cho tương lai về sau. Vì đam mê đi lên vững vàng, đồng lòng chung chữ tâm dựng xây. Vì đam